Xin chào các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái video về núi khỉ V3. Mời các bạn cùng xem nha. Hiện tại là buổi chiều, cho nên đàn khỉ nó đang chờ mọi người cho ăn, rồi sau đó là đi ngủ. Cho nên là vào lúc này thì mấy bạn khỉ rất là tranh thủ nha các bạn. Đây có hai bạn áo đen nè, hai bạn trẻ này có vẻ trông rất là vui tính nha các bạn. Đó, mà rất là yêu mến động vật, nhìn mấy chú khỉ này thích lắm nè. Cái thái độ mà người ta thích một cái thứ gì đó thì nhìn là dễ biết lắm. Khuôn mặt rất là phấn khởi nha, vui vẻ, chơi với các bạn khỉ rất là thân thiện. Đó, cho mấy bạn từ tốn sảng khoái ha các bạn nha. Phân phát đều cho các chú khỉ nha. Đấy, bạn nào cũng có. Mỗi người, mỗi chú là một trái, chia đều ra. Đây nè, hai mẹ con nè. Ok, rồi coi như xong. Nãy giờ như là hai nãy rồi đó. Mấy chú khỉ là ăn cũng êm cái bụng rồi đó. Và đây tiếp theo là bữa tiệc chôm chôm nha các bạn. Món này là cái món phải nói hết sức là ngon lành luôn. Các chú khỉ là thấy cái món này là khoái lắm luôn á. Khi mà có chôm chôm ăn thì hầu như là mấy con lớn được ăn nhiều, không thấy nhỏ nào sáp vô hết trơn. Trời, mấy con lớn nó chiếm mấy cái vị trí quan trọng hết trơn, mấy nhỏ nó ngồi vòng ngoài không luôn. Mấy nhỏ ngồi vòng ngoài không, đâu dám vô đâu. Mấy nhỏ ngoài ăn mấy cái hàng vạc á, mấy cái hàng mà mấy con lớn ăn xong nó bỏ mứa á. Đó, bây giờ mấy anh lụm lại mấy anh ăn lại được quăng ra cho mấy ảnh, chứ mấy anh không có vô trung tâm mà ăn được. Trung tâm là để dành cho mấy cái trưởng lão.